Thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 2 phút và cứ đúng khung giờ này thì Cà phê Ngày Mới lại xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung được báo chí sáng ngày hôm nay quan tâm, được những đồng nghiệp của chúng tôi tại những tờ soạn báo in hoặc là những tờ soạn báo điện tử đã cập nhật để gửi đến quý vị. Và bây giờ chúng tôi sẽ tổng hợp để cùng chia sẻ tin tức hữu ích đến với quý vị ngay bây giờ. Và một bài báo đầu tiên sẽ là bài viết được in trên trang báo Tuổi Trẻ số ra sáng ngày hôm nay ở trang số 2, số 3. Y ạch dời trụ sở bộ ngành. Thưa quý vị, việc mà di dời trụ sở bộ ngành, bệnh viện, trường học ra ngoài khu trung tâm của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã được thực hiện trong nhiều năm qua. Nhưng đến nay, số trụ sở cơ sở đã di dời chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì sao là như vậy và giải pháp nào cho vấn đề này? Phỏng vấn kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, ông cũng cho biết thêm một số ý kiến của mình. Hiện nay có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm di dời trụ sở bộ ngành. Thứ nhất, việc bố trí trụ sở mới trong quy hoạch đã xác định. Gần đây, Bộ Xây dựng đã thống nhất quy hoạch, nhưng tiền để xây dựng trụ sở mới vẫn phải huy động từ ngân sách, trong khi rất khó bố trí cùng lúc đủ tiền ngân sách để xây tất cả trụ sở mới cho các bộ ban ngành. Thứ hai, huy động nguồn lực xã hội để xây dựng trụ sở các bộ ngành, trường học, đại học, bệnh viện cũng gặp khó khăn. Thứ ba là bất cập khung pháp lý, chẳng hạn đất trụ sở cũ sau khi di dời giao cho ai quản lý. Đã có những bộ đề xuất cho bán đấu giá đất trụ sở cũ để lấy tiền xây dựng trụ sở mới, nhưng vùng trung tâm của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã quá tải về giao thông. Nếu đấu giá đất, rất nhiều doanh nghiệp sẽ vào mua để xây dựng trung tâm thương mại, nhà ở thì sẽ không đạt được mục tiêu phát triển không gian xanh công cộng, giảm mất lực giao thông cho khu trung tâm. Kinh nghiệm thành công của Malaysia trong di dời trụ sở bộ ngành ra khỏi khu vực trung tâm là phát triển trung tâm hành chính mới gắn với chính sách ưu đãi về nhà ở cho cán bộ, công chức, phát triển hạ tầng giáo dục, y tế, thương mại gần với trung tâm hành chính mới. Có một bài viết trên tờ báo Thanh Niên trang 2 và trang 3 với tiêu đề Mệt mỏi hoàn thuế thu nhập cá nhân. Thưa quý vị, đóng thuế không thiếu một đồng, gánh mức giảm, trừ gia cảnh lỗi thời. Nhưng đến khi hoàn thuế, nhiều cá nhân đã phải trần ai cực khổ. Không ít người vì bức xúc đã bỏ luôn khoản tiền hợp pháp của mình để đỡ mất thời gian và khỏi rước bực vào thân. Bài viết cho hay, theo quy định, người phụ thuộc của người nộp thuế thu nhập cá nhân gồm vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ chồng hay là vợ, cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi, cá nhân không nơi nương tựa, anh chị em ruột, ông bà nội ngoại, cháu ruột. Thế nhưng trong nhiều trường hợp, người nộp thuế rất khốn khổ để được nhà thuế đồng ý với các trường hợp là anh chị em ruột. Nhiều người dân cho biết, cũng bộ hồ sơ thuế như vậy, mấy năm trước cơ quan thuế chấp nhận cho hoàn thuế, còn năm nay lại nghi ngờ yêu cầu xác minh. Việc này đã khiến họ mất rất nhiều thời gian do phải về quê xin hoặc làm lại nhiều giấy tờ. Khổ nhất là những người lao động có thu nhập vãng lai chưa đến mức chịu thuế nhưng vẫn phải nộp thuế. Theo quy định hiện nay, những khoản thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng trở lên, đơn vị chi trả thu nhập trừ thuế 10%. Đây chỉ là phần tạm nộp thuế, đến khi quyết toán thuế sẽ tính giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế 11 triệu đồng một tháng và người phụ thuộc 4,4 triệu đồng một tháng. Rất nhiều người làm công việc tự do lương thấp, đi làm thủ tục lấy lại tiền thuế đã đóng thừa là việc khá khó khăn với họ. Nhiều người vì không dành thủ tục đã không bỏ làm, đã bỏ không làm và dù số tiền đó là với họ rất quý giá. Thưa quý vị, mạng xã hội ngày càng phát triển, nhiều cư dân mạng chỉ với một hai mạng tài khoản xã hội thật và có cả ảo sẽ tự cho mình quyền tấn công, lăng mạ người khác bằng rất là nhiều hình thức, nhất là bắt nạt người khác trên không gian mạng bằng ngôn ngữ mà không cần biết đúng sai. Tờ Tuổi Trẻ trang 18 đã phản ánh thực trạng này với bài viết có tiêu đề đáng chú ý: Đàn anh, đàn chị trên mạng xã hội. Cụ thể thì bài viết trích dẫn nhiều câu chuyện của những người đã từng bị bạo hành trên mạng xã hội chỉ vì nêu ý kiến đi ngược lại với số đông. Ngay lập tức thì những bài viết của họ bị chỉ trích, nhận về vô số gạch đá từ cư dân mạng. Đã có nhiều trường hợp bị đám đông bắt nạt qua mạng xã hội bởi vì không chịu nổi, nặng nhẹ. Người nhẹ thì bùng bực, im lặng cho qua. Nặng thì khủng hoảng tinh thần, không làm được việc, thậm chí chọn kết thúc cuộc đời. Chỉ số ít thần kinh thép mới xem như không có gì hoặc lên tiếng đáp trả lại.
Theo chuyên gia tâm lý, các dạng phổ biến của bắt nạt qua mạng bao gồm đe dọa, xâm hại, làm nhục, làm mất mặt, xấu hổ hoặc tra tấn bằng tinh thần qua tin nhắn, mạng Internet, các trang mạng xã hội và các thiết bị điện tử. Khởi nguyên của tình trạng này thường đến cả từ hai phía hoặc đơn lẻ như xích mích cá nhân, từ lối sống ích kỷ, vụ lợi, sẵn sàng chà đạp, tấn công, hạ bệ người khác để đạt lợi ích cho mình, dẫu giá trị này là ảo hoặc dạng mượn gió, bẻ măng. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 5 tới đây là ngày Thế giới không thuốc lá, và để hưởng ứng ngày này, nhiều tờ báo sáng nay cũng có bài viết về việc phản ánh thực trạng sử dụng thuốc lá tại Việt Nam và thêm một lần nữa cảnh báo những nguy hiểm về việc sử dụng sản phẩm này. Trên tờ Phụ nữ Việt Nam trang 10 có bài viết cung cấp thông tin đáng chú ý, đó là tỷ lệ nữ hút thuốc lá có xu hướng tăng. Theo điều tra về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành trên 15 tuổi, tỷ lệ nữ hút thuốc lá tăng từ 1,1% năm 2015 lên 1,7% năm 2020. Đối với học sinh nữ từ 13 đến 15 tuổi, tỷ lệ hút tăng từ 0,9% năm 2014 lên 1,6% năm 2022. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, có thể kể đến như là giá thuốc lá rẻ được bày bán khắp nơi, quảng cáo sản phẩm bắt mắt, trưng bày giới thiệu tại các điểm bán lẻ, quán cà phê. Trong đó có nguyên nhân quan trọng là sự xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng làm nhằm vào phụ nữ trẻ và trẻ em gái. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Y tế, Việt Nam là nước có tỷ lệ nữ hút thuốc lá điếu đông thông thường thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của thuốc lá điện tử thì thực trạng hút thuốc lá điếu của nữ giới đang gia tăng. Thưa quý vị, cũng cùng chung một mối quan tâm thì tờ Lao động trên trang số 1 và số 7 đã thông tin. Thuốc lá điện tử được ví như cạm bẫy hương vị khi đánh trúng tâm lý thích thể hiện cái tôi của tuổi mới lớn. Sự mới lạ, bắt mắt của những chiếc bóp, những chiếc vép, dụng cụ dùng để hút thuốc lá điện tử đã nhanh chóng thôi miên những thiếu niên đang ở lứa tuổi học trò. Bài viết có tựa đề làn khói thơm thuốc lá điện tử bủa vây trường học cho hay, tụm năm tụm bảy ngang nhiên lấy thuốc lá điện tử ra hút, thậm chí ngang nhiên hút trong trường học. Đó chính xác là những gì đang diễn ra hiện nay tại nhiều trường học trên cả nước. Làn khói thơm đã bắt đầu đi sâu vào các trường học, tấn công những cô cậu học trò đang độ tuổi mới lớn. Thảo luận tại kỳ họp thứ 5 ngày 23 tháng 5, đại biểu Thái Thị Ăn Chung, Đoàn Nghệ An đề nghị Quốc hội nghiên cứu đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá năm 2012 để kiểm soát và hạn chế việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới. Luật phòng chống tác hại thuốc lá năm 2012 đã có quy định rõ ràng, nhưng nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua và bán thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng lại không thể xử lý hành vi này đối với khái niệm thuốc lá điện tử vì khái niệm thuốc lá trong luật thì vẫn chưa đề cập. Khi tiếng trống trường cất lên, lễ bế giảng kết thúc cũng chính là lúc mà nhiều phụ huynh đã kịp xếp lịch để nhét con mình vào các khóa học hè. Tờ Thông Nông Thôn ngày nay trên trang 2 và 3 đã có bài viết phản ánh thực trạng nhiều trẻ em hiện nay không có mùa hè chính là vì hành động này của các bậc cha mẹ. Theo các chuyên gia về giáo dục, dịp hè là dịp để các con nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học vất vả. Tuy nhiên, con nghỉ học trong khi các bố mẹ vẫn đi làm nên luôn phải là thời gian đã khiến cho các bậc phụ huynh phải đau đầu khi không thể cắt cử người ở nhà trông nom. Chính vì thế các lớp năng khiếu như là bơi, đàn hát, võ cũng mọc lên ngày càng nhiều. Hầu hết các lớp đều có không gian tốt cho các con vừa học vừa chơi, cũng là chỗ để cho cha mẹ gửi con an tâm đi làm. Tuy nhiên, giá thành của các lớp năng khiếu thường không hề rẻ vì bao gồm cả tiền ăn, tiền trông coi. Bởi vậy, tùy theo điều kiện gia đình, tài chính mà phụ huynh nên sắp xếp cho con hoạt động phù hợp, mang tính chất nghỉ hè vui chơi là chính. Tuy nhiên, phụ huynh cũng không được buông thả cho con thoải mái và cũng không nên quá kỳ vọng vào các hoạt động này. Thưa quý vị, trên lĩnh vực giáo dục thì tờ Thanh Niên trên trang số 16 cũng đã có bài viết trích dẫn câu chuyện xúc động của nhiều giáo viên mầm non lớn tuổi, cho thấy sự nhọc nhằn của công việc này, nhất là đối với những giáo viên đã có tuổi. Câu chuyện của nhiều giáo viên U50 khi họ được phân chăm sóc trẻ từ 6 đến 12 tháng. Đây là lứa tuổi vẫn còn trong vòng tay của mẹ, gia đình và môi trường xa lạ. Các con khóc rất nhiều.
Giáo viên thường xuyên phải bế bồng ôm ấp. Nhiều giáo viên cho biết họ bị đau xương khớp, mờ mắt, đau nhức đến không chịu nổi, phải đi thăm khám, bốc thuốc. Một giáo viên tâm sự, nhiều giáo viên mầm non gần 50 tuổi, trên 50 tuổi, không còn sự linh hoạt cho các cô giáo trẻ nữa. Cô giáo phải luôn mắt, luôn tay chăm trẻ ở góc này, nhưng mắt cũng phải quan sát nhiều góc khác, đảm bảo an toàn cho trẻ. Ví dụ cho trẻ ra ngoài vườn tưới cây, bé chạy nhanh, mình cũng phải theo bé nhanh. Có những lúc thấy con sắp té, cô nhào tới đỡ con, nhưng cô giáo lớn tuổi, tay chân đau nhức, sự linh hoạt cũng không bằng các cô còn trẻ. Trên báo Đại đoàn kết trang 8 đã đặt ra một câu hỏi, du lịch góp tại sao không? Thưa quý vị, du lịch góp đã có khả năng thu hút được khách quốc tế, kích cầu ngành du lịch nhanh chóng được phục hồi. Mặc dù là loại hình này ở Việt Nam thì có nhiều lợi thế để phát triển, nhưng vẫn chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn. Theo bài viết thì với vị trí địa lý và cự ly bay lý tưởng, nhiều người cho rằng Việt Nam có cơ hội để trở thành thiên đường góp châu Á. Bên cạnh đó, các sân góp của Việt Nam hiện được thiết kế và đầu tư chuyên nghiệp. Khí hậu Việt Nam cho phép khách du lịch góp hoạt động quanh năm. Tuy nhiên, dù có nhiều lợi thế nhưng du lịch góp Việt Nam chưa phát triển. Sự liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành với sân góp vẫn còn lỏng lẻo. Du lịch góp chưa kết nối với các loại hình du lịch khác. Cùng với đó là hệ thống dịch vụ du lịch góp chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa tổ chức được các giải đấu chuyên nghiệp nên giá trị sản phẩm chưa cao. Các chương trình góp tour hiện tại đang khai thác còn hạn chế, chưa phong phú về nội dung do thị trường góp còn khá mới mẻ. Các doanh nghiệp lữ hành trong nước còn thiếu thông tin về thị trường khách.